Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã chủ trì phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương trong nước và Bộ Thương mại Trung Quốc tổ chức kỳ họp lần thứ 12 Ủy ban Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam Trung Quốc. Đây là kỳ họp đầu tiên được tổ chức theo hình thức trực tiếp sau 3 năm bị gián đoạn vì đại dịch. Tại cuộc hội đàm hẹp diễn ra ngay trước kỳ họp, hai bộ trưởng đều khẳng định quyết tâm sẽ phối hợp chặt chẽ và nỗ lực hơn nữa nhằm triển khai hiệu quả những nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được về những mở rộng hợp tác kinh tế thương mại song phương Việt-Trung thời gian qua. Hai bộ trưởng cũng nhất trí đánh giá quan hệ hợp tác kinh tế thương mại đang là điểm sáng trong tổng thể mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung. Trên cơ sở vai trò và tầm quan trọng của hợp tác kinh tế thương mại Việt-Trung nêu trên, hai bộ trưởng đã đi sâu, trao đổi về một số vấn đề cần giải quyết và lĩnh vực trọng điểm cần tăng cường hợp tác thời gian tới, những định hướng quan trọng trong tương lai nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại Việt-Trung phát triển theo hướng ổn định hơn, cân bằng hơn và bền vững hơn, và chuẩn bị thành quả cho chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao thời gian tới. Kỳ họp lần thứ 12 Ủy ban Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam-Trung Quốc đã diễn ra trên tinh thần hữu nghị, chân thành và cởi mở. Hai bên đã trao đổi thẳng thắn các vấn đề mà mỗi bên quan tâm và đạt được nhiều đồng thuận quan trọng để thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-Trung Quốc trong thời kỳ mới, đồng thời thống nhất kế hoạch tổ chức kỳ họp lần thứ 13 tại Trung Quốc. Những kết quả của kỳ họp cũng sẽ được hai bên báo cáo Thủ tướng Chính phủ hai nước và chuẩn bị thành quả cho các hoạt động đối ngoại quan trọng sắp tới của hai đảng và hai nhà nước.